Hello, kính chào anh chị em nhà đầu tư. Rất vui lại được gặp lại anh chị em vào khung giờ 22 giờ ngày. Mấy hôm nay này, hôm nay mới lên live được gặp lại cùng mọi người. Hôm nay thì cuối tuần thì gia đình có một chút việc. Thêm nữa thì hai vào hôm nay thì ở quê mất điện liên tục anh chị ạ. Buổi chiều ngày hôm nay cũng vậy. Chiều hôm nay thì em đặt một cái lịch là buổi trưa tầm giờ sáng, tầm gần 11 giờ cũng là có điện. Đặt lịch xong đến lúc đến gần đến lúc live thì nó lại mất điện. Live đến mất điện đến tận tối luôn. Mấy hôm nay thì cắt điện liên tục nên là mong là mọi người thông cảm với chị em nhé. Anh chị em mà vào xem live thì nhớ để lại một like cho em Đại anh chị nhá. Chúc anh chị xem live vui vẻ. Tuần vừa qua thì mọi người cũng ủng hộ rất là nhiều ạ. Nhiều anh chị em ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn cái tình cảm của anh chị em trong suốt giai đoạn vừa qua. Anh chị check cho em thật là âm thanh hình ảnh của em Đại đã ok chưa ạ? Nếu ok thì anh chị có thể comment số 1 giúp em nhá. Cuối tuần vừa qua thì có một phiên rất là thị trường nhìn chung là rất là đẹp đúng không ạ? Và cũng như em chia sẻ là cần có một cái động lực từ cái nhóm ngành lớn và rất là nhóm VN30 thì cuối tuần vừa qua đã có một cái động lực với cái nhóm ngành VN30, nhất là nhóm ngân hàng. Nhóm VN30 và là nhóm ngân hàng là chủ đạo. Anh chị có câu hỏi thì để phần khung chat nhá, mọi người để câu hỏi sớm nhá. Mấy hôm nay không lên gặp anh chị cũng sốt ruột hết đấy. Em biết là nhiều anh chị cũng chờ đợi livestream của em. Không phải là nâng cao cái tầm quan trọng của mình đâu, nhưng mà nhiều anh chị em cũng hỏi riêng em là có like hay không. Thì cố gắng ngày hôm nay lên like nhưng mà nó lại mất điện. Ngày nào cũng mất điện. Có hôm mất đến 12 giờ đêm luôn. Ở quê lần này nó cắt liên tục. Ok, chúc mọi người xem like vui vẻ chị nha. Xin chào 16, 18 anh chị đang xem. Mọi người like ủng hộ xem lại. Anh chị like nhiệt tình nhá. Like anh chị ơi. Like nhiệt tình ạ. Thì đầu tiên trong lúc đợi thêm mọi người thì chúng ta xét qua một chút về thị trường thế giới nhé. Kết phiên hôm vừa giờ thì Dow Jones có một cây nến tăng 700 điểm, 2,12%. Một cây nến với một cái động lực tăng rất là mạnh, là vượt được cả cái đỉnh của 17 nến gần nhất. Và theo Ichimoku thì 17 tức là một cái chu kỳ ở trong ngắn hạn. Và ở đây đó là một cái tín hiệu tích cực ở trong ngắn hạn. Tín hiệu tích cực trong ngắn hạn. Nó xác định một cái tín hiệu có thể nó tạo một cái nhịp tăng mới trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì cái cản nó tương đối gần, ở đây nó phải vượt được cái vùng cản này, tức là vùng 34.300, và cũng khá là giống index trong cái nhịp này. Index nó cũng đang có một cái cản là 1.100 ở đây, hiện tại là 1.090. Tí nữa em sẽ nói kỹ hơn về index, nhưng mà Dow Jones thì đang có một cái cản ở đây. RSI thì nó đẹp hơn, index thì RSI nó ở trên cao rồi, còn Dow Jones thì RSI nó ở dưới, nên là cái cơ hội nó có một nhịp tăng nó nhìn nó vẫn sáng nước hơn là index. Bitcoin là cũng lình xình tích lũy này, giá dầu cũng hồi phục trở lại, quay trở lại một cái vùng loanh quanh 72 đô, và cái vùng này nó tích lũy khá là lâu rồi, đâu đó khoảng tầm một tháng nay rồi, từ cái vùng 67-68 lên đến cái vùng 73-74 cũng chưa thoát được cái kênh này. DXY thì sau một cái nhịp mà tăng khá là tốt về cái vùng cản đó, trước em có nói với anh chị đó là nó về cái vùng cản này khả năng rung lắc, thì sau 1-2 phiên rung lắc thì hiện tại nó đang lình xình tích lũy trở lại. Nếu mà xét RSI chứ không đồ thị daily thì khả năng Dow Jones có khả năng EI nó có một nhịp chỉnh. Tuy nhiên nếu mà nói về không tuần thì nó lại đang khả năng lại có một nhịp tăng. Nên là trong 1-2 tuần tới đối với DXY là những cái chỉ số khá là quan trọng. Nikkei thì chạc tuần thì vẫn rất là mạnh, chạc ngày thì mặc dù là phân kỳ hai đoạn rồi, nhưng bây giờ nó lại tiếp tục phá đỉnh đi lên, nhưng mà sức mạnh RSI nó lại không được mạnh bằng. Nếu mà bây giờ nếu mà nó tạo một cái nến đỏ nữa thì nó xác định cái tín hiệu là phân kỳ tam đoạn anh em nhá. Phân kỳ ba đoạn ở đây, mà phân kỳ ba đoạn thì nó sẽ mạnh hơn là hai đoạn. Thì hiện tại thì với cái trạc kiểu như này thì nó có thể chỉnh bất cứ lúc nào. Nhìn chung thì nó tương đối là lớn rồi nhá, tương đối lớn cả với RSI lẫn Ichimoku.
nhưng mà cái xu hướng ở trong ngắn hạn thì nó vẫn đang rất mạnh em nhá. Nó chỉnh chỉ là chỉnh ở trong ngắn hạn thôi, ngắn trung hạn thôi, còn nhìn chung nó đang rất mạnh, vẫn rất là mạnh này, kể cả cái khung tuần luôn. UK 100 cũng vậy, UK 100 thì không daily thì cuối tuần cũng có một cái cây khá đẹp, cũng nó cũng tương tự như index. Giá vàng thì tiếp tục điều chỉnh, giá vàng thì chạm cái nó đã quay trở lại một cái xu hướng giảm chứ không daily rồi. Đây, giá bắt đầu chui xuống dưới mây rồi, chui xuống dưới mây và nằm bên dưới cái đường trung bình là cái đường tenkan cả kijun, và kijun là tenkan trước đó đã cắt xuống kijun ở chỗ này rồi, cắt xuống từ khá lâu rồi. Đây, tức là cái nhóm nào tư ngắn hạn nào đang có dấu hiệu nó yếu bị bán ra. Đó, nhìn chung thì cái chạc các thông số của thế giới thì nó vẫn tương đối là ok, chưa có gì là xấu cả. Dow Jones thì mấy phiên trước nó có nhịp chỉnh nhưng mà trong khoảng 2-3 phiên gần đây thì nó tăng lên khá là tốt, và có thể nó tạo một cái chu kỳ mới, đó là cái tín hiệu tích cực nó về mặt tâm lý. Anh chị em nhá. Vàng thì cũng không có gì. US30 thì cũng không có gì. Nikkei hay UK thì đều ok cả. Chỉ có mỗi Nikkei là nó đang hơi rướn một chút, nếu mà nó có một cái nến đỏ thì nó lại là phân kỳ tam đoạn, nó có thể nó chỉnh. Ok, đó là thế giới anh em nhá. Bắt đầu đi trở lại với Việt Nam chúng ta. Quay trở lại với cái phiên hôm thứ 6 thì VN-Index tăng một mạch 12 điểm với đóng góp chính từ nhóm ngân hàng. Cái này thì mọi người cũng đã biết rồi. Và động lực chính từ đến cái nhóm VN-30. Và cách đây tầm 3-4 hôm em có nói với mọi người đó là để VN-Index vượt được cái vùng cản là 1085 đấy, thì không thể nào thiếu được cái đóng góp của nhóm ngành trụ. Và ở đây em chỉ ra là VN30 đúng không ạ? VN30 thì phiên hôm vừa giờ nó tăng tận 10 gần 19 điểm, index chỉ tăng có 12 điểm, tức là có một cái động lực tăng rất là mạnh. Và ở đây chủ đạo của nhóm ngân hàng thì anh em cũng đã biết rồi. Nhóm ngân hàng thì động lực nó đến từ một số cái mã thuộc cái tầm trung và chưa tăng ở cái nhịp vừa giờ. Ví dụ như là VIB, MBB và Techcombank là ba cái cổ phiếu mà có cái động lực tăng khá là tốt ở cái phiên cuối tuần vừa rồi, nó lan tỏa sang những cái cổ phiếu khác giống như ở đây như là SHB, VP Bank, ACB. Còn chủ đạo thì vẫn là ba cái ông mà là VIB, rồi là MBB và là Techcombank. Và cái tín hiệu tích cực từ cái nhóm ngân hàng này nó lan tỏa lên những cái nhóm ngành khác. Ở đây là bên đầu tư công cũng như thế này, thép cũng như vậy, Nam Kim phiên hôm bây giờ cũng khá là ok. Kể cả những cái nhóm mà đang ở cái vùng dưới như là nhóm phân đạm hóa chất như Đức Giang, rồi đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ. Và ở đây thì trong cái phiên thứ 6 vừa giờ thì một số mã vốn hóa nhỏ và vừa, tầm trung bình yếu và mã nhỏ trung bình thấp có những cái dấu hiệu chốt lời trong ngắn hạn. Nữa chúng ta cùng xem cái chart của cái nhóm này xem là cái vị thế nó như thế nào anh em nhá. Xem là nhịp tới nếu mà anh em muốn đánh penny tiếp thì anh em có đánh được không, đúng không ạ? Thì nữa chúng ta cùng theo dõi. Tuy nhiên thì cũng nói với mọi người rồi là bắt đầu từ đầu tuần là anh em nên tiết chế cảm xúc, chỉ nên đánh. Thực ra không phải từ đầu tuần vừa giờ mà là cách đây tầm 2-3 tuần đã nói với anh em là nên tham gia những cổ phiếu đi nền tốt và bắt đầu có cái dấu hiệu thanh khoản vào và có cái tín hiệu breakout trên khung daily và khung weekly, đúng không ạ? Thì anh em tham gia thì khả năng nó vẫn có lời cao. Còn những cái cổ phiếu mà đã tăng mạnh rồi, nhìn chung thì ở bất kỳ một cái nhịp nào cũng vậy, thị trường lên hay thị trường xuống, hay là lúc uptrend, hay là kể cả những cái thời điểm nó tích lũy mà chúng ta cứ mua FOMO thì khả năng có ăn là tương đối thấp. Thị trường uptrend thì anh chị mua FOMO thì khả năng có lời thì vẫn có, nhưng mà thị trường mà nó vẫn đang sideways thì nếu mà chúng ta mua FOMO thì khả năng có lời là không nhiều. Ăn may ra thì có thể là vẫn có lời, nhưng mà cái cách mua đấy thì em có nói mọi người rồi, đó là nó sẽ tạo ra một cái thói quen xấu về cái hành động đầu tư ở trong cái tương lai của chúng ta. Xin chào 40 anh chị đang xem nhá, 27 đợt like rồi, anh chị like ủng hộ cho bạn nhá. Mọi người thả tim, thả hoa, thả bàn tay các kiểu anh chị nhá. Xin chào mọi người, em thả đấy. Mọi người thả nhá. Chúng ta thả những trái tim để lan tỏa đó, lan tỏa những trái tim.
Ok, đó là thị trường tác động lên index thì Techcombank, Vietcombank, MBB, BID là hầu hết ngân hàng, ngoài có mỗi là MWG là đứng ngoài nhóm ngân hàng thôi. Tác động tiêu cực thì có Vinamilk, Vietjet, DG, BMP, VHC, ITA, ITA chỉnh, THC, ITA vẫn ngon nhé. Sabeco nước ngoài thì tiếp tục bán VPBank, Vinamilk, STB, HCM bán đồng đã cả tháng nay, họ bán là có mỗi một cái phiên là mua này, còn nhìn chung là phiên nào cũng bán. Tự doanh thì cũng bán, tự doanh hôm thứ sáu này cũng bán này, họ bán CTG, VGC, Vinamilk, họ mua VX, quỹ mua quỹ đợt này tự doanh mua quỹ khá nhiều. Quỹ đây là một cái rổ chỉ số chung nhé, ví dụ như VN50 này thì nó sẽ có một cái rổ, một cái quỹ họ đánh theo cái rổ chỉ số này, hoặc là VN Diamond này. Anh em nào an toàn thì nếu mà thị trường uptrend tốt thì đánh quỹ cũng được, nó an toàn. Thanh khoản thì phiên hôm bây giờ thì ai cũng biết rồi, nó cực kỳ đột biến, nó là hình như là HOSE, nguyên HOSE là 18.000 rồi, 18.300 nguyên HOSE, và VN30 là tận 7.000 đúng không ạ. Cái tỷ lệ thông thường của giữa VN30 và HOSE nó tầm khoảng 30%, tức là chưa được 1/3. Thì riêng cái phiên hôm thứ sáu bây giờ thì riêng VN30 nó 7.000 và HOSE là 18.000, tức là nó chiếm 73 21 đúng không? Hơn 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 30% đúng không? Nó là một tỷ lệ tương đối lớn. Cái này thì em có nói mọi người rồi đúng không? Tiền nó phải vào VN30 thì nó mới kéo lên được. Thì cái phiên hôm thứ sáu đó là nó diễn ra cái điều đấy, mà nó kéo lên nó có một cái lực rất là mạnh, nhưng mà tí nữa sẽ phân tích kỹ hơn về thị trường, về về chỉ số cho anh em mà nắm được. Chúng ta cùng đi qua cái như thông thường em sẽ lọc xem là cái thanh khoản đột biến của cái phiên hôm thứ sáu nó đến từ những cái cổ phiếu nào nhá. Em để tầm 200.000 vượt 100%, 100.000 đi. Đấy, thì có thể thấy ở đây này, vượt 100.000 và trên 100.000 thanh khoản mà vượt 100% trung bình 5 phiên. Ở đây có là BVB, BVB thì nói mọi người khá lâu rồi. VPBank, CTG, MSB, NVB, Techcombank, VIB, MBB đúng không ạ? Từ cái hôm thứ năm đã có một cái tín hiệu là sớm, là những một số cái cổ phiếu ngân hàng đã có cái thanh khoản lớn lên, giống như hôm đó là hôm thứ năm là em nhớ là có MBB này, à em xin lỗi, BVB này với NVB này với con ABB, có một vài mã thuộc cái tầm cái ngân hàng có vốn hóa nhỏ đã có cái thanh khoản có dấu hiệu đột biến lên. Nhưng mà đến hôm thứ sáu thì cái tín hiệu này nó rõ ràng hơn rất nhiều, nếu mà chúng ta để nó thấp hơn nữa khoảng 70% thì rất nhiều ngân hàng thôi anh em nhé. Đấy, ABB cũng xuất hiện này. Còn để trung bình 20 phiên thì em đánh giá là khả năng còn nhiều hơn. Chúng ta cùng theo dõi là trung bình 20 phiên và thanh khoản trên 100%, tức là gấp đôi trung bình 20 phiên, và thanh khoản tối thiểu là chúng ta để 200.000 đi cho nó ít thì nó cô đặc hơn nhé, 200.000, 500.000 này. AAT chỉnh, tức là cái áp lực chốt lời này. Những cái cổ phiếu mà tăng nhịp trước mà nhịp này thanh khoản lớn mà giá nó chỉnh ấy, tức là cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn nhé. Còn ngược lại thanh khoản lớn mà giá tăng lên thì tức là với dòng tiền nó tham gia. Nhìn ở đây chúng ta cũng có thể mường tượng ra một phần nào đó. AT này, PAT này cũng áp lực này, KVC này, KVC tăng bằng lần nhịp vừa giờ này cũng đã có áp lực chốt lời này. DXS nhìn chung là cái áp lực bán nhưng mà có lực đỡ đúng không ạ? Nó chỉnh không nhiều. DST cũng áp lực bán, nét với PTL đạm Phú Mỹ tăng. Dòng đạm thì em có nói lúc nãy là cũng có tín hiệu ban đầu là dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại. HT1 ở đây là có EIB vẫn khá là ok anh em nhé. EIB thì em có nói mọi người rồi. HD Bank cũng góp mặt ở đây. OCB, SDA thì cũng gặp áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì SDA có báo anh em là mua hình như là bây giờ vẫn có lời. Chúng ta mua giá thấp thì chúng ta cũng sợ đâu. OCB này, ABB, Techcombank, MWG, VPBank, VAB. VAB cũng đang tốt nha anh em nhé. VAB rồi là Techcombank, rồi MSB, rồi VIB, MBB. Đấy, tức là cái sự góp mặt, anh chị em mà nhìn cái lọc này của em ấy, gần như là buổi tối nào em cũng lọc cho mọi người xem cái này đúng không, là có thể mường tượng ra một cái góc nhìn nó tổng quan là dòng tiền nó đang đổ về đâu. Thì hiện tại sau cái buổi lọc ngày hôm nay thì có thể thấy là
là dòng tiền cũng có những cái dấu hiệu nó dịch chuyển về cái nhóm ngành có vốn hóa lớn hơn, và cụ thể ở đây là nhóm ngân hàng. Cụ thể là nhóm ngân hàng ở đây thì có Lọc Qua đây các bạn, MBB, VIB, MSB, Techcombank rồi VAB, VPBank, TPBank, ABB, OCB, HD Bank cũng khá là nhiều đúng không? Nó lan tỏa EIB, đây là ABB, rồi BBB, chỉ trừ mấy cái ông rất là lớn BID còn và Vietcombank thôi. Còn nhìn chung thì cái dòng tiền nó có dấu hiệu tập trung vào nhóm ngân hàng, nhưng mà cũng không phải là ngân hàng nào cũng có thể là chơi được. Tí nữa chúng ta cùng xét qua nhé, vì những cái ngân hàng em đã lọc từ thời 30 tháng 4 rồi, cũng có một số cái ngân hàng nó đã tăng một nhịp rất là mạnh từ một tháng trước rồi và cũng đã lọc ra những cái cổ phiếu đấy rồi. Và hiện tại những cổ phiếu này nó đang tăng khá tốt, và ngay chính cái hôm 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 thứ sáu vừa giờ cũng nhắn cho khách hàng, đó là buổi sáng hôm đấy lúc 8:25 này có lọc ra được một vài mã này, một số banh thanh khoản gia tăng, cơ hội tăng tốt. Ngoài những cái mã mà em có phím cho anh em nhịp vừa giờ đó là EIB này, VAB và BB thuộc cái tầm nhỏ và tầm bừa, thì đã thấy cái tín hiệu dòng tiền nó vào từ hôm chiều hôm thứ năm, đó là Techcombank, MBB, HD Bank và VIB nhắn hôm thứ năm, à hôm thứ sáu, sáng thứ sáu 8:25 nhắn cho anh em. Nhưng mà buổi sáng nó nhảy gáp luôn, chỉ có mỗi HD Bank nó chậm chậm hơn thì có thể kênh mua được, còn nếu mà nhảy gáp thì anh em nó liều mới mua thôi. Còn thông thường thì ngân hàng nhảy gáp thì cũng cứ bình tĩnh em nhá, cứ bình tĩnh thôi. Đó đó là cái dòng tiền ở trong hôm thứ sáu anh em nhá. Chúng ta cùng đi đến cái phần đồ thị. Đầu tiên là VN-Index. VN-Index thì hôm thứ sáu nó cũng nhảy một gap. Trước đó thì em có nói mọi người là quanh cái vùng 1085 là cái vùng cản đúng không ạ? Và đến cái hôm hôm thứ sáu thì nó có cái tín hiệu và khá là tích cực, nó vượt qua được cái vùng cản này và nó tạo ra một cái gap. Thanh khoản là như thế nào thì anh em cũng biết rồi. Tuy nhiên thì hiện tại nó đang có một cái cản khác, là cái cản vùng 1120. Nghe nào, 1120 thì bây giờ đang là 1090, tức là 1118, 1120, tức là đâu đó khoảng tầm 20 đến 30 điểm nữa nó sẽ là một cái cản. Nó cũng không hề là yếu, không hề là yếu. Và hiện tại thì cái nhóm mà được cái dòng tiền quan tâm nhất thì như em vừa học ra và đưa ra những cái dữ liệu cho anh em, đó là cái nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thì phiên hôm vừa giờ dòng tiền tham gia rất tốt, nhưng mà chúng ta cũng để ý một cái điều, đó là không có nhiều cổ phiếu có thể tăng trần được. Thanh khoản thì rất là lớn nhá, chúng ta cùng để ý một chút này. Chỉ có mỗi VIB là tăng trần thôi, với một cái thanh khoản nó cực kỳ đột biến 21 triệu mới kéo được nó trần lên. Con này không phải trần một phát luôn, mà nó trần từ từ nó mới trần lên. Đấy, nó tăng từ đầu sáng đến cuối chiều nó mới trần. Và ở đây thì nó hấp thụ một cái lượng hàng là 21 triệu, tức là một cái lượng tiền cực kỳ lớn đổ vào đây em nhá, thì mới kéo được con VIB là trần 21 triệu so với trung bình nó chỉ tầm 4 triệu. Trung bình 4 triệu tức là nó phải gấp 5 lần cái trung bình của tầm một tuần trước đó. Một tuần trước đó nó chỉ tầm 4 triệu và bây giờ nó phải tầm 21 triệu thì nó mới kéo được trần. Đến MBB đúng không ạ? MBB cũng tầm 33 triệu mà trung bình nó chỉ là 7 triệu, tức là nó cũng tầm gấp 4 lần, 4,28, hơn 4 lần mà cũng chưa kéo được trần. Chưa kéo được trần chứng tỏ là thứ nhất là cái lượng bán ở dưới này lên cũng rất là nhiều, cũng rất là nhiều, là họ cũng có thể là họ có lời. Thứ hai là cái lượng hàng ở trên đỉnh này cũng đang có những dấu hiệu tiết vào đây. Tuy nhiên thì em cũng không phải là chia sẻ ở đây, không phải là nói là nó không thể tăng được nữa, nhưng mà có thể thấy một điều là mặc dù là thanh khoản rất là đột biến, nếu mà những như những cái lần trước ấy, nó như thế này thì khả năng nó trần rất cao nhé. Đây ví dụ như này, như cây này nó không đột biến bằng nhưng mà nó trần rất là nhanh đúng không ạ? Hoặc là cây này đó. Nhưng mà lần này thì cái thanh khoản nó cực kỳ là lớn, tức là cái lượng hàng trao tay ở cái phiên hôm thứ sáu nó cực kỳ nhiều, nên là hôm nay có cái tiêu đề của em với mọi người đấy là FOMO là Anbo đấy. FOMO là Anbo thì mọi người phải quan sát xem cái hôm đến hàng của cái hôm những cái ông mà mua đến gấp 5, gấp 6 lần trung bình 20 phiên, xem là cái lượng hàng nó phản ứng như nào. Nếu mà nó tăng lên thì càng tốt nhá,
để xem là mấy cái ông này ông ấy mua, ông ngắn mua hay ông to mua. Nếu mà cái áp lực chốt lời nó gia tăng thì chúng ta lại phải quan sát nữa. Thứ hai thì là cái thị trường như em vừa nói, đó là VN-Index nó đang có một cái cản quanh vùng 1.100 đến 1.120, tức là đâu đó khoảng tầm tính trung bình là khoảng 20 điểm nữa. Mà đâu đó nếu mà ngân hàng nó kéo thì riêng cái phiên hôm thứ sáu đã được 12 điểm rồi, đúng không ạ? 12 điểm nó chỉ cần một phiên mà ngân hàng nó kéo, thì đâu đó nếu chúng ta mua vào cái phiên hôm thứ hai, phiên ngày mai, nếu mà nó tạo tiếp tục cái gap lên, đúng không ạ? Thì đâu đó nó chỉ cần một cái gap 5-6 điểm thì nó lại tiệm cận rất là gần cái vùng cản mà em vừa nói là quanh cái vùng 1015-1020. Bây giờ đã là 1090 rồi. Thứ ba thì là cái thanh khoản ở những cái lần trước nhé, ở những cái vùng kháng cự nó lại rất là cao. Mặc dù là hôm nay tiền hôm thứ sáu là tiền nó vào rất là mạnh đối với ngân hàng, nhưng mà những cái lần trước những cái cây nến thanh khoản cao lên, sau đó nó lại có một cái nhịp chỉnh, nên là chúng ta vẫn nên đưa ra một cái trạng thái vẫn là một cái trạng thái cẩn trọng hơn là một cái trạng thái là cứ hô hào đó là uptrend rồi 1200. Mọi người, em cũng chia sẻ một chút, đó là anh chị em nên đặt ra cái câu hỏi cho bản thân đấy, là mình đang muốn mua, mình mua vì lý do gì, mình muốn mua hay là mình mua vì kỹ thuật đó. Thì mọi người nên tiết chế lại một cái cảm xúc của mình khi mà thị trường hiện tại nó cũng có những cái dấu hiệu hưng phấn. Những cái nhóm mà em chia sẻ với đoạn vừa qua, đây là cái danh mục của em nhé, đây cái danh mục này. Đấy, cũng phiên hôm bao giờ cũng đỏ nhiều lắm nhé, cũng sâu cho mọi người nhá, không phải là giấu giếm cái gì cả. Đây, TVC này cũng nói mọi người là đừng có bán, đúng không? Đấy, xanh đỏ như nào thì mọi người đây. Đấy, cũng có những mã như là gần sàn như là NRC này, rồi PTC này, rồi MST này, AMV này, nhưng mà nhìn chung thì anh em vẫn có lời hết rồi, vẫn có lời. Và cái phiên hôm buổi sáng hôm thứ 6 cũng đã chia sẻ với anh em ở trong lúc khách hàng, đó là anh em nào mà có hàng nếu mà có lời trên tầm trên khoảng 20% đó, những cái mã penny, những cái mã midcap thì anh em có thể hạ đó, trên 20% nhá. Còn những cái mã mà nó mới tăng ấy thì anh em vẫn có thể nắm giữ được, vì những cái mã đấy gần như nó không chỉnh nhiều, nó chỉ rung lắc thôi. Đây cái tin nhắn của em đây. Đây, lúc buổi sáng em thấy tiền nó vào ngân hàng rất mạnh nên là có nhắn với anh em trong group. Buổi chiều còn nhắc lại một lần nữa, nhắc cả buổi sáng buổi chiều. Buổi chiều là có thể là buổi chiều là chỉ hạn tên mã luôn. Đây là buổi sáng, lúc đó là 10 giờ 10 rưỡi. Penny có lời trên 20% ngắn hạn anh em có hạ thì chậm. Khi có động lực tăng yếu thị trường này, hoặc là thị trường tăng mà cổ phiếu không tăng đó, không bán hết. Tức là thị trường hôm thứ 6 là tăng rất tốt, đúng không ạ? Nhưng mà một số cổ phiếu penny nó không tăng đó, thì chúng ta mà có lời lớn rồi chúng ta nên hạ để chậm. Là buổi chiều đây cũng đưa ra cái tin nhắn cho anh em, lúc đó là gần 2 giờ. Những cổ phiếu mà anh em có lời trên 20% này như nhịp vào giờ như là MST, HAD, DRH, rồi CCL, DL1, TG, SMC, TSC, VGS, NRC, ngắn hạn đều được nhận trên 20% thì anh em có thể hạ thì chậm. Hạ thì chậm với những anh em đánh ngắn thôi nhá, với anh em đánh ngắn thôi, nhắc đi nhắc lại mọi người rồi. Còn anh em đánh dài nó cũng chịu được thì anh em cứ giữ, không vấn đề gì. Thì chúng ta mua gần như là giá rất là thấp, chúng ta lời nhuận được đâu đó còn tầm 20-25%, thậm chí có những mã 30-40-50% rồi thì chúng ta tung lắc ở nhịp này thì cũng không sợ lắm, không sợ lắm. Đó, nên là nhắc anh em là như vậy nhá. Đó là VN-Index này, cái vùng cản nó không đến gần thì chúng ta phải chờ đợi xem nó phản ứng như nào đã. Thứ nhất là phản ứng của cái cây hàng ngày hôm thứ sáu về, tức là nó vào chiều thứ ba. Thứ hai là nó phản ứng cái vùng 1100 đến vùng 1120 như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới đưa ra một cái quyết định rõ ràng nhá. Quyết định rõ ràng, dòng tiền tham gia rất mạnh ở cổ phiếu ngân hàng nhưng mà không kéo được nhiều cổ phiếu trần, và dòng tiền ở những cái nhóm khác đang có dấu hiệu bị rút ra để kéo cái nhóm ngân hàng, đúng không ạ? Để kéo cái nhóm ngân hàng, và nhóm ngân hàng thì anh em biết rồi, nó cực kỳ là nặng. Nếu mà chúng ta mà chỉ mua lệch khoảng tầm 3 đến 4% thôi
thì cái khả năng mà chúng ta có lời ở trong nhịp T cộng nó tương đối khó đấy. Thực sự tương đối là khó, vì ngân hàng nó chỉ chạy tầm một tuần, nó chỉ tầm 2-3-5% thôi đấy. Anh em nhá, nó không được như bất động sản hay penny đâu. Nên là anh em đang đánh midcap, đang đánh penny thì cái gọi là cái thói quen của chúng ta nó đang khác. Khi mà chúng ta đánh sang ngân hàng, nếu mà penny như thế này thì chúng ta thậm chí có thể mua đuổi được, mua đuổi thậm chí ngay trong phiên mở gap một cái chúng ta mua luôn được. Nhưng mà nếu ngân hàng thì câu chuyện nó khác hoàn toàn em. Anh em nào có kinh nghiệm thì cái điều đó thì anh em hiểu rồi. Hãy quay trở lại với phiên 30. Phiên 30 thì phiên hôm bao giờ là một phiên tích cực rồi, em cũng nói rồi. Hiện tại thì cái vùng cản này khả năng nó sẽ vượt được cái vùng cản này, vì cái vol mua cái cây nến ngày hôm bao giờ nó rất là lớn, và khả năng nó lại có một cái vùng cản mạnh hơn nữa là quanh cái vùng cũng vùng 1120, tức là đâu đó khoảng tầm khoảng 30 điểm nữa, loanh quanh 30 điểm nữa cũng là một cái vùng cản, nó cũng không phải là nhẹ. Thứ hai là có một vùng cản khác, cái cản này thì VN-Index nó vượt được rồi, nhưng mà cái cản này của VN-30 nó chưa vượt được, đó là một cái cản trước đó, cản một cái thời mà nó chạm về cái vùng index, nó chạm về cái vùng 77 đấy, 780 mấy đấy, mà nó hồi lên là đỉnh của cái 234 cái đấy này, tức là cái vùng này. Vùng này nhịp trước thanh khoản nó thậm chí nó còn lớn hơn cả bây giờ. Thấy cái mấy cái 4-5 cây đấy này, thanh khoản cực kỳ lớn, nó thuộc cái top có thể là lớn nhất từ trước cái này đấy. Lớn hơn cả cái vùng 1500 chốt lời luôn. Này, anh chị thấy chỗ này không? Chứng tỏ là cái nhịp này, cái nhóm nhà đầu tư họ chốt ở chỗ này nó rất là lớn. Nhóm nhà đầu tư nắm hàng ở đây vẫn còn rất là lớn. Nếu mà nhìn về quá khứ thì những cái lần đó, cái lần là chỗ thời điểm là đây là tháng cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2022, thuộc những cái top, những cái phiên mà có lẽ thanh khoản cao nhất mọi thời đại. Ở đây tính là về đơn vị giao dịch anh chị á, chứ không phải về giá trị. Về giá trị thì đâu đó ở trên này cái thị giá của chúng ta lớn thì nhân lên thì nó sẽ khối lượng rất nhiều, nhưng mà thị giá của cái đợt chỗ này nó nhỏ nên chia mấy rồi thì thị giá nó rất là nhỏ, nên chúng ta nhân với cái tỷ lệ lên thì nó lại về cái khối lượng thì nó không, về cái giá trị thì nó không được bằng, nhưng về khối lượng anh chị thấy nó rất là lớn nhá. Nó rất là lớn thì cái lượng kẹt hàng ở đây đối với cái nhóm V50 nó không hề ít đâu, không hề ít ở đây đâu. Nên là chúng ta cần một cái sự kiểm chứng, thêm một cái sự kiểm chứng nữa xem là ông V50 có đủ mạnh hay không. Hiện tại thì nó đang thấy tương đối mạnh, nhưng mà với cái vol như thế này thì em thấy nó vẫn chưa đủ lớn, nó cần thêm tầm 3 đến 4 phiên nữa xem nó phản ứng cái vùng 1100, sau đó là cao hơn một chút nữa là vùng 1120, xem như thế nào thì chúng ta mới quyết định tiếp em nhá. Nhìn chung là vẫn chờ thôi. Những cổ phiếu mà anh em đang nắm đang có lời khoảng tầm 30-40% thì nếu mà thứ hai ngày mai nó vẫn tăng tiếp hoặc là nó trứng lại thì anh em cũng, nếu mà an toàn thì anh em vẫn có thể hạ thì trọng. Rất nhiều cổ phiếu nó về cái vùng hỗ trợ nhưng mà cũng có lực cầu lên, cũng không phải không có lực cầu đâu. Em lấy ví dụ như là con MET đúng không? MET chẳng hạn này. Khá là nhiều cổ phiếu này, trong cái danh mục theo dõi của em này. Ngay kể cả cái con em nói rất nhiều như vừa giờ là con Sen, nó không chỉnh nhiều, nó chưa chỉnh nhiều. Kể cả PXL cũng không chỉnh nhiều, vốn bán vẫn còn ít, không phải là lớn. Những cái cây nào, cái con nào mà cái vốn bán nó lớn ấy, ví dụ như con DX này, vốn bán lớn nhưng mà giá không giảm nhiều ấy, thì anh em cũng phải quan sát kỹ nhá. Quan sát kỹ, mặc dù chúng ta đang có lợi nhuận đâu đó khoảng tầm 25-30% rồi, ngắn hạn thì chúng ta cứ quan sát này. Quan sát chưa bán vội nhưng mà cũng phải quan sát vì cái vô này cũng khá to. Mấy ông penny này, đây cả ABS này, DDV này nó không có chỉnh đâu, nó vẫn mạnh mà. SMC này nó vẫn còn tăng mà. Đó, VGS nó vẫn tăng mà.
nên là con nào vẫn giữ được xu hướng tốt thì chúng ta vẫn giữ được, con nào thì thấy cái vốn bán to ấy, bán to thì chúng ta quan sát kỹ. Ok, đó là VN50 anh em nhá. Còn xét về chạc tuần thì em vẫn cái quan điểm này vẫn như những cái tuần trước thôi. Cắm đến tuần như cái tuần vừa giờ thì quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Cái cơ hội nó uptrend thì nó đang dần sáng lên. Nhưng mà nó phải vượt được cái vùng mà em mà nói, nó quanh cái vùng 1120, 1125. Khi đó thì cái cơ hội lên 1200. Còn chưa vượt được thì chúng ta cứ tiếp tục đợi chờ. Vôn thì vẫn khá là lớn rồi đúng không? Nến xanh từ đầu đến cuối. Tuy nhiên thì cũng phải cẩn trọng giống như cái nến này. Đúng không? Hoặc cái nến này. Mặc dù động lực nó rất là mạnh nhưng mà ngay sau đó nó lại là một nhịp chỉnh. Nói chung là đừng FOMO là được anh em nhé. Đã mua là phải mua đúng cái vùng hỗ trợ mạnh không thì. Hoặc là chiến lược nó phải rõ ràng, không phải ai hô người nó hô người kia hô mà anh em mua. Bây giờ trên mạng xã hội là anh em cứ 1200 rồi 1500, rất nhiều người nói rồi. Ok ạ. Hôm nay nóng quá phải làm ở cái cốc to rồi này anh chị. Uống tới tối giờ hết hai cốc rồi. À, quay trở lại với mấy cái chưa theo vốn hóa này. Index thì đây rồi đúng không? Index thì là tăng 1,15 này, VN50 thì tăng tận 1,7 này. VN100 tăng 1,6 này. Midcap thì tăng 1,2 này. Còn small cap thì tham chiếu, đúng không? Small cap tham chiếu, small cap nói mọi người rồi. Cái xu hướng thì nó tăng rất là tốt rồi đúng không ạ? Sở trường uptrend rồi. Nhưng mà nó hơi mất cân bằng một chút, RSI thì nó cũng vùng quá, gọi là vùng quá mua. Đúng không? Anh em thì cũng đoán rồi là xét về chạc thì như này thì khả năng nó sẽ có một cái nhịp chỉnh ít nhất là lung lắc tích lũy, còn những cổ phiếu mà đi lên tốt thì vẫn mua bình thường nhá, vẫn mua được, không có vấn đề gì, thì trọng thì cứ vừa phải thôi, đánh ít một thôi, mua test trước sau đó là đúng xu hướng, đúng cái định hướng mà chúng ta dự liệu trước thì chúng ta mua thêm, thế thôi ạ. Chứ còn xét về cái chạc chung thì nó đang như vậy, ngay kể cả những cổ phiếu lớn cũng vậy, kể cả những cái MBB hay Techcombank em đã nói với anh em từ đầu tháng rồi. Techcombank cũng nói với anh em từ đầu tháng rồi. Từ cái thời điểm chỗ này, loanh quanh chỗ này này, đã nói với anh em rồi. Là anh em, nếu anh em nào mà tài khoản nó mất cân bằng thì anh em bỏ xong ít bên này. Đấy, còn nếu anh em mua từ lúc đấy thì cũng không lỗ luôn, chỉ qua nó không chạy thôi. Bây giờ nó mới chạy, ngân hàng nó là vậy. AIB thì cũng nói với anh em tầm chắc là tầm 2-3 tuần vừa qua, nhìn chung thì vẫn có lời đúng không ạ, không vấn đề gì. Ngân hàng thì có AIB với VAB với BVB, bao này cũng khá là ổn đúng không, khá ổn đấy. BVB báo anh em chỗ này này, VAB thì cũng báo rồi, AIB cũng vậy, ba cái mã này tầm chỗ này là báo anh em. BVB như còn gia tăng ở cái này luôn. Ok, bắt đầu giải đáp câu hỏi cho mọi người nhá. Anh chị cứ like ủng hộ cho em nhá. Mọi người thấy chia sẻ hữu ích thì like ủng hộ cho em nhá. Xin chào 76 anh chị đang xem.